Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư chủ thuyền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng tôi nói về chuyến viếng thăm đặc biệt của phái đoàn chủ tịch nước ông Nguyễn Xuân Phúc đến Hàn Quốc hay còn gọi là Đại Hàn hay Đại Hàn Dân Quốc thưa quý vị. Thì có thể nói đây là một chuyến đi được tiếp đón hết sức trọng thể từ ngày 4 tháng 12 cho tới ngày 6 tháng 12 năm 2022. Thì chuyến đi này có ý nghĩa đặc biệt gì, có thành tựu gì, có kết quả gì thì chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích cho vị khán thính giả. Thì được biết là Việt Nam và Hàn Quốc đã ký kết bắt tay là đối tác toàn diện cách đây 30 năm Coi như là ngày 4 tây tháng 12 năm 1992 Thì Việt Nam và Hàn Quốc đã đồng ý Coi như gác lại quá khứ thưa quý vị Thì chúng tôi cũng xin nói sơ về vấn đề lịch sử của hai quốc gia Là từng có những cuộc tham chiến của lính Nam Hàn Trước năm 1975 chúng tôi cũng từng nhắc đến uh, những uh, sư đoàn như sư đoàn uh, bạch mã của nam hàng đóng ở vùng bình định an khê phú yên vân vân và đã có những cuộc uh, chạm trán nảy lửa với lực lượng quân giải phóng trong vùng thưa quý vị và tổng số uh, người uh, nam hàng chúng tôi xin nói là người nam hàng vì lúc bây giờ thì đó là từ ngữ được uh, dùng để nói về đại hàn dân quốc thì con số tham chiến lên tới 48 50.000 người thưa quý vị. Thì có thể nói rằng uh, trong một cái thời gian dài hai quốc gia Việt Nam và đại hàn dân quốc uh, đã có những cái sự là không bàn giao thưa quý vị, không giao thường, không bàn giao. Và chúng ta cũng biết là một thời gian dài là Nam Hàn và sau này gọi là Hàn Quốc mang cái tư tưởng chống cộng sản rất nhiều rất đậm đặc và Nam Hàn hay Hàn Quốc là cái quốc gia mà chủ tịch của liên minh chống cộng toàn thế giới thưa quý vị nói chung là trong quá khứ như thế nhưng đến năm 1900 1992 thì hai bên đồng ý gác lại quá khứ thưa quý vị để đi đến một con đường hợp tác về kinh tế, phát triển về kinh tế thay vì đối đầu, đối địch, đối diện trên các uh, diễn đàn quốc tế vân vân thưa quý vị. Và không riêng gì Nam Hà, các quốc gia xung quanh Việt Nam, đặc biệt trong khối Asian cũng từng có những tư tưởng thù địch chống cộng chống nhà nước Việt Nam vân vân những cái liên minh SITO chẳng hạn như SEATO vân vân tức là khối liên phòng Đông Nam Á chống cộng vân vân rồi như vậy thì đó là câu chuyện quá khứ còn bây giờ thì ngày hôm nay tại phủ Tổng thống Nam Hàn tức là nhà xanh nơi mà Tổng thống Nam Hàn làm việc ở đây chúng ta có xin nói là có hai cái nhà xanh, một cái nhà xanh cũ và một cái nhà xanh mới. Thì đã tiếp đón và bắn Đại Bác 21 phát. Chào Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam thưa quý vị. Thì mục đích của chuyến đi là thắt chặt tăng cường quan hệ hữu nghị, quan hệ về kinh tế và đặc biệt là nâng tầm quan hệ trở thành là đối tác chiến lược toàn diện thưa quý vị. Thì đó là một cái hành trình 30 năm Thì uh, Hiện nay Kinh tế Việt Nam và Nam Hàn Đã có những cái bước tiến Phát triển hết sức sâu sắc Và tổng số Số xuất nhập khẩu của hai quốc gia Lên tới 80 tỷ đô la Và hy vọng là trong những năm tới Sẽ đạt con số 100 tỷ đô la Ở Việt Nam là một uh, đối tác trong cái chuỗi cung ứng của Hàn Quốc và Việt Nam đứng hàng thứ tư thưa quý vị. Có thể nói là một trong những quốc gia thân thiết, thân mật với Hàn Quốc. Thì trong tương lai với cái việc mà nâng tầm quan hệ thành ra là đối tác chiến lược toàn diện thì chắc chắn sẽ có những cái quan hệ khác ngoài cái quan hệ về kinh tế, về giáo dục, về du lịch thì sẽ có những cái quan hệ mới về vấn đề quốc phòng, về vấn đề an ninh, về vấn đề vũ khí vân vân thưa quý vị. Thì trong quá khứ thì Hàn Quốc cũng đã viện trợ tàu chiến đã cũ cho phía Việt Nam vân vân thưa quý vị. Thì đó là một cái mối quan hệ hết sức được nâng tầm đây là một cái điều mà có lợi cho cả Hàn Quốc hay Nam Hàn và Việt Nam thưa quý vị. Thì đương nhiên là những bác vàng hay là những người mà đã từng chống cộng và hiện nay đang sinh sống ở Hàn Quốc hay Nam Hàn hoặc là ở những nơi khác đều không lấy làm vui và lúc nào thì cũng muốn chống đối những cái quan hệ tốt của Việt Nam hay nhà nước Việt Nam đối với các quốc gia thưa quý vị. Nhưng mà dù có thích hay không thích thì sự thật nó vẫn tiến tới thưa quý vị. Và quan hệ ngày càng tốt đẹp. Chẳng cái gì mà có thể gọi là cản đường hay phá hoại những cái mối quan hệ tốt đẹp như thế. Và đó là một cái câu chuyện mà chúng tôi muốn truyền tải cho quý vị khán giả hôm nay thì đây là một cái tin tức tốt cho Việt Nam khi mà đang có những sự khủng hoảng, những sự lạm phát trên thế giới, những sự khủng hoảng về năng lượng, về lương thực, về vấn đề an ninh chính trị, về chọn phe, chọn phái, về vấn đề chiến tranh vân vân. thì Việt Nam vẫn vẫn bước trên cái con đường tìm kiếm những cơ hội về phát triển kinh tế những cái hợp đồng những cái công an việc làm đó là cái điều mà thiết thực nhất thưa quý vị còn nói đến những cái liên minh viễn vong gì đó thì chắc chắn là Việt Nam cũng không hàm thưa quý vị vì có thể là không thực tế với cái tình hình hiện tại của Việt Nam mà Việt Nam cần gọi như là chú tâm vào những sự liên kết liên minh đôi bên cùng có lợi và mang cái tính chất thực tiễn và không áp đặt những cái vấn đề khác biệt về chính trị lên trên nền chính trị lẫn nhau thì quý vị. Nói chung là quan hệ với Hàn Quốc trong những năm qua điều rất tốt đẹp đã có hàng trăm ngàn người Hàn Quốc đến du lịch hàng năm ở Việt Nam rồi cũng có hàng trăm ngàn người Hàn Quốc sinh sống ở Việt Nam và đặc biệt là đã có những người Hàn Quốc đang được tôn vinh ở Việt Nam chẳng hạn như huấn luyện viên Hàn Quốc Park Hang Seo thì trong chuyến đi này ông cũng được tặng thưởng huân chương hữu nghị phát triển giữa hai quốc gia vân vân thưa quý vị thì đó là câu chuyện mà chúng tôi muốn phân tích và bình luận cho quý vị khán thính giả khắp nơi thì chương trình từ thủ Washington với luật sư Triệu Thiên đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.